ta bán đấy. Hello, mày đi Quảng Ninh đang đi ra biển chơi. Ở tàng rồi đó. Nè. Chúng mình đang ra biển nha. Đây là ông thầy của mình nha. Trong thả bơi mới đẹp. À, ông thầy mình hôm nay đi lấy kinh nhá. Bố từng ăn lăn mày. Đây là idol của chúng tôi nha. Khi to đồng đấy. Há to đồng đấy. Bốn thầy trò tôi vừa mới đi lấy kinh về nha. Ta là con ông Bồ Tát. mình ta là sư phụ rồi còn bảo con ông Bồ Tát. À rồi bố là con đòi con làm con ông Bồ Tát chúng con làm gì? Mày là bắt giới. Mày mới là bắt giới. Tôi nói là sát tăng này. Đây là đường tăng nha các bạn nha, đây là đường tăng này, đây là bắt giới này. Thế tôi không đâu, tôi được không biết nữa. Tôn Ngộ Không chưa xuất hiện. Tôn Ngộ Không hôm nay không đi. Đây là sát tăng nè. Còn đây là sư phụ nè. Còn đây là bạch cốt tinh nha. Còn đây là bạch cốt tinh nha. Xe ra rồi kìa. Ra rồi. Đây là sa tăng này. Đây là sa tăng, còn đây là bát giới nha. Đây là chư bát giới nha. Còn đây là bạch cốt tinh nha. Đây là bạch cốt tinh nha. Tớ đang đứng ở đồng ở chỗ đồng bằng ở Quảng Ninh. Ôi dồi ôi, các bạn thấy chưa? Đang ở Quảng Ninh. Mấy thầy đang bơ vơ ở Quảng Ninh. Đang bơ vơ, không có xe về đây. Có ai đưa tôi về? Có ai quen ở Quảng Ninh không? Có ai đưa tôi về không? Đây là sa tăng đây. Chú bắt dưới đây. Đây có chú này, đây là chú bắt dưới đây. Ô, sao lại bắt dưới à? Đi du lịch đâu mày ơi, đi làm. Đang bơ vơ không có xe về. À, không xế phải là bỏ đâu, tôi bóng mơ ở bên. Quay lên cây à? Không đi đẹp mà. Cầm lên xe xong rồi. Và đây nhá, các thầy của tôi đang lấy kim cang kim kít nhá. Kim kít bé hắn phở mi lại nè. Nhấn đấy. Đây, thầy của tôi đang lấy kim kít nhá. Vâng, chào, vâng, người đẹp chào người xấu. Người đẹp chào người đẹp. Đấy nhá, ông thầy của mình đang lấy kim cang kim kít nhá. Đi nữa ta ván kim cang vào mặt. Hello. Hello, xe đã đến nơi. Có đi biển à bố? Ông phải thăm biển nha, chứng mưu ba. Đi. Thầy, cho chi cho ba. Người lái xe mẹ. Người lái xe đâu ra. Thôi mẹ, tại ta nha. Và đây là xuồng báo ở Quảng Ninh. À, tam tài tăng nặng nhất sự lái xe này đi. Đây. Hải Quảng Ninh, hỏi Quảng Ninh đi Hải Quảng Ninh. Bây thẳng hải bơ. Mà bơ. Hải Quảng Ninh là bây lòng ngay ngay. Người đẹp và người đẹp hôm nay đi Quảng Ninh. Bây giờ chỉnh cái này, cây chỉnh cái này. Đi. Phạ lơ, nặng hết để lại, mừng ơi. Cái này để ở đây.
đây 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 cái ba cần kia cần mấy đây đây đi cái làm gì vương mà vương thì anh nó cháu bật ra cái gì mà ơi đi nó về xe bớt ra bị bom phà ô tôi cần thay ra chân số tài vô tôi cần thay tài xịt tài vô cái này lần lòng mà bị như đấy chưa được toàn kiếm nợ từ bộ đi đến chú này ơi xem nào. Bây giờ là mình đang đi ra biển nha. Ra biển nha. Rồi. Em đang qua hải ở Quảng Ninh. Chứ không phải ở Long đâu, ở Hải Long đâu. À, Quảng Long, xã Quảng Long. À, ở xã Quảng Long. Thôn 2 xã Quảng Long. Xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Bây giờ bốn thầy trò chúng mình đang đi ra biển để đi khám hải đây. Đi khám hải không đấy. Tham khu công nghiệp. Đi qua hải đây. Bắc khu công nghiệp. Ba hai mã về ca hải Càng Ninh. Bây giờ bò nông sẽ nào bây giờ. Như ngô ca hải văn ca hải ngô phu làm đi tuôn ngựa công. Ngô cũng bò làm đi tuôn ngựa công. Ngô phu làm đi tuôn ngựa công. Ngô du ca kiểu mà đồ to tu cờ lùng tơ kiểu thì hải. Và đây là xuồng báo ở Quảng Ninh nha. Anh Trung ơi, bọn em đang đi ra hải Quảng Ninh để đi qua hải nha. Đấy ai cứ thẳng lông này lông như nọng đó. Xảy ca kiểu mà tổ tơ tu cờ lùng tơ kiểu thì hải. Nó này là thôn mô chú. Này thôn mô chú. Đấy, này là thôn mô đó, rất tận nè. Này thôn mô đó, nọng đó. Này đâu có lòng hải mà có ván thì là được con hải. Bắt chở mưa à. Chúng ta chỉ phải ta gặp mà lòng hải bây giờ có người đẹp nói chuyện ngọt như đường ý nhỉ. Mình đẹp mình có quyền mà. Đừng phèn. Đừng phèn. Trung ơi, Trung làm đến đâu rồi Trung ơi? Người đẹp đang đi ra biển. Đây nha, bốn thầy trò đang đi ra biển nha. Đây, bắt dưới đây, bắt dưới bỏ khẩu trang ra. Ở đây là đường tăng. Nè, có không, đến mà đây có bao nhiêu hạt? Đúng, tao cho 10 triệu. 30 hạt. Chắc chắn là sai. 35 hạt, đúng. 35 đúng không? Xem nào, này. 50 hạt, 60 hạt. 50 hạt. Không nè em. 5 300 tiền nha. 6 7 8 Đấy nha, ông thầy mình đang tân diện kiếm càng nha. 11 Không tiền, 4 tiền bất tình. 14, 15 16 17 18 29 21 22 3 22 thôi. 23 Thì có tiếng này không ạ? 24 25 26 26. Đâu đâu, để được con 26 này, để con đây. 26 này, 28 này, 30 này, 4 để ta đi. 31 32 33 34 35 36 Có bị ai đâu lên này à? Quảng Ninh, người đẹp lên Quảng Ninh. 29 10 ta phải có 80 hạt. Mình thua 10 triệu rồi, lên 10 triệu. Bố cái giấy lao lưu mà ngơ. Ông đồng cơ cần thu bố 100 ở. Cái chung đang bê bán. À, cái chung bê bưu ra. Cái chung bê bán. Chị bắt giới được ăn rồi. 60 hạt. Còn đây này. Đâu 60 thì rồi nha, rồi nha, bố nha. 60 đâu, 60 này. Bao nhiêu rồi? 60 rồi. 60 còn thừa. 1, 6, 2. Tăng 100. Đây là ai cũng thừa. 6, 6, 6, 7, 6, 8, 6, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 90, 91 hạt. Hôm nay mày đánh đề 91 nha.
cả nhà hôm nay đang còn 91 nha. 91 nha. Hôm nay ai còn lợn lần. Hôm nay đi lấy xuống quả lấy cái quán. Không, không phải người yêu đâu. Bố đây, nếu mà muốn làm mà muốn lấy nó làm vợ thì phải gọi tôi là bố. Đấy, muốn lấy nó làm vợ thì phải gọi tôi bằng bố. Đây là ông ngoại của người đẹp nhá. Đây là ông ngoại nhá. Đây là ông ngoại nhá. Không phải là người yêu đâu. Nha. Đây nha, nếu mà muốn làm chuyện với người đẹp nha. Chào các con gì tương lai. Đây, và đây là Satan. Nào bác ơi, bác giới bỏ khẩu trang ra. Đây mình phải đớp. Đố bốt, đếm được cái này bao nhiêu hạt. Đố bốt hết bao nhiêu. 25 hạt. Ra tí là bốn khao ăn là 25 phải không? Cái gì mà 25 hạt? Bố nhìn cái kia mà có 25 hạt. 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15. Và đây là 6, các 8, các vị yêu phải 4 đấy á. 26 bố ơi. Bố bảo 2 năm rồi. 2 năm nó chênh lệch chỉ 1 thôi. Và đây là các vị yêu quái đang rình mò chờ chú bố của chúng tôi. Kiểu nhắm mắt trên đây tục kính ấy. Đúng rồi, đây sao đây. Đây là yêu quái Long Vương này. Đây là bên tàu. Bên tàu á. Và đây là anh lái xe đẹp trai hôm nay hơi lạnh. Này núi bố này núi bố. Anh lái xe hôm nay hơi lạnh nên là phải chùm. Anh lái xe bị cảm rồi nhá. Cũng cảm nhá. Đây nhá, ở đây cũng có Ngư Ma Vương nhá. Tất nhiên rồi, người đẹp để đã để người đẹp rồi thì tất nhiên bố vợ phải đẹp trai chứ. Chào bố vợ. Bắt đầu ơi, em Hải kia, Hải kia. Thấy Hải rồi nhá, chúng mình đến Hải rồi nhá. Đây nhá, chúng tớ là bây giờ đến Hải rồi nhá. Chuẩn bị sắp lửa. Rồng ba ơi, bạn này phải ở sang Hàn mà. Rồng ba ơi, bạn này chờ lửa qua ta tớ phải tớ cùng bạn mà. Khi lửa khả nên ai lầm lầm, khi lửa khả nên và ngay ngay ơi. Ngay ngay ơi. Alo ơi, khi lửa ngay ơi, chân sự á lần đầy ơi. Bảo người lừa thấy lừa luôn to xây vải giàu giàu mình phải hái quang mình vài lừa về khá mãi càng ở lục về việt xuống thôi lừa về càng vân đồn là ngày ngày trời ơi hôm nay sư phụ mà dẫn đầu lại không hay là như thế nào. Muốn đi qua Hải thì đi về với sư phụ nha. Hay thế mà đẹp rồi. Đấy rồi ơi, chào con rể nha. Ôi giời ơi. Bọn em bây giờ còn mới xuống biển đây. Hình như em đóng mạnh quá giờ nó không ra được rồi. Cái kia mở ngoài. Chúng tớ đi qua Hải nha. Hoàng Quảng Ninh đây nha các bạn nha. Và đây là thổ địa nhá. Đây là thổ địa nhá. Đây là chỗ kia đường nữ mà móng cái này. Đây đường nữ là cái móng cái nha. Đây đường nữ là móng cái này. Quảng Bá ơi, bữa nay mình về qua Hải qua Nga Ninh. Hè lang bom mít gan lư cân. Gọi đỏ ơi. Đây là đây là hướng dẫn viên du lịch nha. Đây nha, hôm nay chúng mình xuống cạnh bờ sông để gọi vía nhá. Hôm nay mình xuống bên Hải cái gì đón vía. Ơ ơi, mát trời quá.
chị em ơi, bà con lùng biển hải bộ mà lùng biển bằng mô thần nơi chứ phụ con đấy. Hello mọi người, đây là biển Quảng Ninh nha. Và đây là anh tài xế đẹp trai nhé. Đây là anh tài xế đẹp trai. Là như vậy có phải không? Đây cúc vâng cho chương trình nhé. Đây là mình đang miếng bắn đầu của con chăn nhá. Đây là con chăn khổng lồ. Và đây là cái hộp sọ của ai rơi ở đây nhá. Bố ơi, bố làm cái con đường rồi đâu. Ủa, mát thật. Ôi giời ơi, sóng vỉa rộng tột quần rồi. Trường Thao ơi, bữa nay này Trường Thao phải cứ bố ăn mà. Trường Thao dù chẳng bằng bố thân ơi. Ôi, sắp chết rét rồi chồng ơi. Các vầy đồng biết tế áo chuồng, biết tế áo chuồng ấy mừng, các vầy đồng biết tế chuồng đấy. Ôi ôi, ra bờ biển lạnh lam các bạn à. Lư khẩn lư lông lư mày bay hù hoàng đánh lực mọi tèo say mà lão tớ tai phải khám hại hại đắc phiền nữ cũng qua phải. Lư khẩn lư lông lư mày chi à phải lư bay qua hai lì lì cái lái xuống tặng tay này đồng chí thúc đúng không đồng chí thúc đúng không. Lư khẩn lư lung lư mày sau á lư này bay quá hải dài sau. Thâu cảnh xuống bao bữa nay lùng ta tử ta ngày. Trường báo ơi, văn ấn coi treo lư, văn đài coi treo thắng ơi. Và đây là thổ địa. Ôi giời ơi, giờ này sắp kiếm trước. Mọi người có cho các cậu về không? Về mừng ạ. Cái này vẫn lắm bên này. Đi tìm chồng mà không thấy chồng ở đâu. Chồng thế nào hôm nay phải ra biển hải để xem chồng nó ở đâu. Chồng ơi, giờ chồng ở đâu? Trời ơi. Hiện tại ở Quảng Ninh đang là 9 độ nhá các bạn nhá. Thông báo ơi, ốc mát đi treo lư. Bên này mì ô tô qua ở phòng. Bên này mì ô tô bốn bánh người. Bố rũ làm ơi. Cá lăng. Đến đấy à? Bố ơi, quay lại đi bố ơi. Đi đi vào giao thông lên. Quay lại đi bố ơi. Trời ơi, mình đi thế này cũng sợ á. Hả? Alo. Phát trực tiếp á mà quay video này. Phát trực tiếp á? Ờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thế mà vợ xuống bên, thế mà xuống bên 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 sông mà chả thấy chồng yêu nó lồi đầu lên đâu. Hay là cái máy ba cài đặt vào đâu quay. Ôi sư phụ của tôi bị yêu quái bắt đi rồi. Bắt rồi. Bắt rồi. Bắt rồi. Sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi. Sa sư đệ. Ôi sư phụ của tôi bị yêu quái bắt đi rồi, không thấy rồi. Yêu nào phải quái nữa nà. Không thấy rồi. Em chào chị Nụ nha. Tâm tử luôn đi ra. Em đang ở bãi biển Quảng Ninh nha. Lạnh lắm, ở bên bãi bãi biển này lạnh lắm. Chị em ơi, bố không biết ai lấy đi đâu. Không biết, không thấy rồi. Bị yêu quái bắt đi rồi hay sao ấy. Chị Nụ ơi, xuống Quảng Ninh đi chị Nụ ơi. Chị em xuống tắm lên rồi đấy. Bắt chưa? Và đây là bà anh trai ơi, mà dồn vào tắm chỉ có chết thế thôi. Đây là ba điện tử của sư phụ. Bây giờ sư phụ không biết là sao tăng đây. Cái máy của ta không giống cái máy của mình. Máy nào cũng thế. Ừ, dậu của là mẹ gạt cái bình luận sang bên bên tay phải đi, xong là mẹ gạt ba ngón tay xuống. Ôi, lạnh chưa? Đây là ba chị em chúng tôi nhá. Đây là sạc, đây là sạc, đây là bắt giới. Còn đây là tăng. Còn tớ là bạch cốt tinh nhá. Đâu, tớ là không. Bạch cốt tinh, mình không làm được con ngục không đâu. Nhận tàu ơ nà. Em xúc tắm lên rồi chị ạ. Bố về chưa? Và sư phụ của tôi không biết là ai đã đưa đi rồi. Lạnh quá, lạnh quá. Thôi mình thấy được là xuồng báo rồi. Giờ này mình đi về Đặng Sơn đây. Lạnh lắm, ở dưới này lạnh. Đây sư phụ của đây, chúng tôi. Sư phụ của, em kia đây. Sư phụ của chúng tôi là yêu quái đã thả về rồi nhá. Đây là bạch cốt tinh nha. Chưa, làm gì đã chán, ở đây một tháng còn chưa chán. Nhà không chán chứ gì thầy à. Là nông mà thầy ra thảo các bác tù khẩu về mới lại 3 phút khẩu lên 12 lòng à. Xuồng báo ơi, xuồng báo ơi.
về thôi lạc sơn ơi. Thương bao văn an ấy chưa lữ vô trèo lại khấn mà nhong mi dinh đầy huật con dưới đây khấn mà nhong mi thuộc đấy hút rồi ông ơi bất thuộc ông ơi sư phụ bị ốc quái bắt đi rồi ông ơi ai càng cổ ra mi hú càng đi lại anh thấy nông nhá mình sẽ chặt chặt nông nhá à chặt chúng tôi hút tiếng rồi này nhắc càng cái gì mình chặt phải nữa chúng tôi đang hút thứ tiếng rồi này này mưa này lồng biến hải vô ai mưa vân này lồng biển sông bộ ái thôi ơi thôi mà cần bên hai lầm lầm thôi mà cần bên sông ngay ngay nó cơ chị em ơi cần ô tô tì cần đi ô tô lao tí thôi ơi đi đi bố đây kinh thôi mưa tì nắng sơn coi ở à ai thôi mưa còn phố co lao con xuống ơi em chào chị Phen nha. Đây à, sư phụ của tôi yêu quái bắt đi thịt không ngon là giả về rồi nha. Sư phụ ơi về đi sư phụ. Sư phụ đây sư phụ của tôi ơi, còn chúng tôi là hôm nay bị yêu quái bắt đi và thả về rồi nha. Thôi bây giờ mình đi về về Lạng Sơn đây. Sư phụ của con đã về. Sư phụ của tôi đã cứu được về rồi. Đây tàu là khẩn biên trái là quang mà sơn quê nó. Ông ơi mạc là hôm văn mạc tàu và mạc cặp con quang ơi. Mà tôi miệng ngàn sàn là bạn đông cần cần phải đã công tổ cá ơi. Bạn này mong về thế một tổ ha này. Xây lâu đã đấy, lâu ngồi gì. Ây, hết thế tôi đây tỉnh không chị à? Đây, có sư phụ ở đây rồi, làm sao mà không nghe, không ngay được. Bắt giọng. Ở đâu, chào đứng bên đây à? À, chào chị khẩu lươn mê, xa mà phút ra chắc lươn rồi, đang náo cá lươn á. Đấy, bây giờ bên đây đang bên này, mi đồ này, mi khẩu lươn rồi đấy. Khẩu lươn chín năm, đây chẳng là hôm nay đây được kim cang về nhá. Đây là cây kim cang này. Đây chúng tôi đi xuống đây lấy được kim cang nhá. Đây là hạt kim cang nhá. Kim cang ở Quảng Ninh có nhiều lắm. Trên là mặt ba đấy giá. Các bác chú bên này mới thông cảm các bên này. Thương ba ơi, mưa quang ngạc mưa Lạng Sơn coi ai. Thôi thì Lạng Sơn coi dù nó cười. À, xa mẹ mô ơi, bên Lạng ơi. Dạ, cái thầy mà làm cái hảo lên, xa mẹ mô cứ hảo về 6 phút vậy. Đang đáo các bác tù, cho bằng lạ lắm. Hảo thầy cũng sẽ hảo. Thầy mới lông mà nào, tôi mới lông lắm. Các tôi nào lên, mới còn lên, mình đang hai lông mất. Mình trải cái chuyện là. Mỗi nào nó mới trải lòng nhà. Đi luôn. Chạy lòng nhà chứ chân chân nấm lưng chi chân chân bị anh mua ông mà đi sao? Sao mới chân chân? Chạy lòng nhà mà kiếm ra thế thôi. Anh mày sản không? Năm mươi sản trái khí trái đi bây giờ tàn trái. Bên này khẩu biểu lan trái không á? Ừ, nhất chi ra. Ồ, khẩu biểu lan trái không á? Bán cân trái phải không? Cả vui. Năm mươi kỳ trái bán cân trái. Sao tranh thủ xuống đây cho cây biển một tí thôi. Chứ chẳng phải năm mươi đổ cân trái rồi. Bốn bố con có làm thế đâu mà. Cháu mới chẳng phải mình biết trái rồi. Bây giờ đây cua. Đây yêu quái đằng sau xinh đấy. Các vị quý nhân phụ trợ chứ không phải là quái. Ôi cái đường này thẳng không nhỉ? Thẳng kinh luôn. Hôm qua về con đúng nhắm mắt về đến sắp đến chỗ này luôn. Cái thuyền lúc đấy kia là cái thuyền đánh cá rồi bọn. Thế à, mùi con phát mà sao bây giờ nè, mùi làm sự phóng chiều hết chở máy mũ này là phải lên đi.
cái xanh này ông mua xiên bên bên chỗ này mua là bên đâu đào thông chưa bao giờ bên mình lấy màu trên đây vậy. Ok nè nè mừng. Kim tang kim kít kim kít vai lòng chữ tim tang nam mô a di đà phật. Kim tang vai lòng đang nam tim tèo kim kít lòng tim tèo nam bang kí tu mang kí kim kít lòng tim tèo nam bang kí tu này kí con nghệ con xin lão này. Bây giờ nhà tao nhá. Vài lòng tự thêm đàng, tiếng vang vài đàng nam thêm tèo. Mẹ ơi kê vài kim quýt nung đàng, vài kim vang lòng thư. Ngoài cái ơi, cái tên lúc còn mặc chỉ có hiệu kiến. Cái tên lúc bạn Dubai với chị Quýt Vân bên này về. Dubai. Dubai đấy. Mình thì chào mừng chào mì. Đấy khai em. Mấy khai hàng siêu thị rồi, khai phát của siêu thị của mấy bữa ăn được chi không? Mất. Chị bán rau rồi. Ồ. Tan nặng bên khai phát rồi. Bán 8 tiếng. Con chào bác Mỹ nha. Làm cho người ta. Con siêu thị. Bác chào Phúc nha. Mỹ thầy cắt làm sao mòn. Mình có cái siêu thị này đấy. Cái bay cả hàng cả giáp cần phí cần hồng nữa còn mà đi cái bay bay nữa à mua phòng mua xuống à tay cái tay à cái này à mua mua tay định cư mua ta tôi nản lên non à đi đâu đây giờ này đi đâu đi vào nhà ông đi đâu đây đi vào nhà ông xong cái này ra đó đưa ông này về ra giờ ra đường cũng được rồi muốn lâu thì luôn mừng em bảo à cái giá đi đi nắng đó đây cái này trả cái đường hôm nay định giá phải không đây Quảng Ninh đặt trên này tất cả bảo thử nhà hứa mi văn tập lung man liu tất cả lung ha sâu này con tôi hai giờ má văn này mi thành bảo đi báo năm tháng mừng luôn văn này là mi thành bảo mưa nẹt kẹt cả lại alo alo là đi vào đâu này ông ơi đâu dân đường phải dân như cái đây lúc nãy có trả lừa đâu xe mình à, có tải rồi nếu giao thông bắt nè lúc nãy bọn lừa bọn cháu sao không phải lừa không nghe thương thằng cháu ấy ông dẫn bọn cháu đi đâu này đây là xe đi có tải rồi xe mình có tải rồi chúng mày làm then cái bé giọng bé thế mà nói chuyện to thế đâu con người xinh luôn bé thế không biết con bị ông lừa và bây giờ chúng mình đang chuẩn bị lên chùa Tây Thiên nhá. đi qua hải xong rồi bây giờ đi lên chùa Tây Thiên để lấy kinh nhá. Và đây là hải phong bán nhá. Đây người ta mở cổng ra đón tiếp vào đây. Đi vào ngõ cụt rồi. Ôi ơi nơi ơi đi ngửi người. Ngửi đâu cái này không ngửi đâu. Đâu đây. À chợ cốc thằng Ní này. Có không ngọc cút mà thế này. Ô phà ơi. Phà ơi vào đâu này ông ơi. À đi lên thân phận đi. Bây lại em chính xác này ra hậu tuổi. À cứ cần chắc chắn ngày lại sẽ chuẩn bị chế chính khí ra. Đi là một con về đến nhà tối lắm rồi. Đi tối à. À bọn ông về không phải gì 5 giờ bắn kế mới về. Chắc tầm 7 giờ mới đến nhà ấy. Không đến đâu, tầm 5 giờ đâu. 3 giờ rồi không ạ? 3 giờ á? Thế thì phải tầm 8 giờ. Hay 8 giờ, 6 giờ, 7 giờ. 8 giờ tôi nơi đâu không sao cấu. Tầm 7 giờ. Đã non hơn ông mình đi. Mì mưa, sụp khoa cơ mà vẫn. Cái gì mà cua đi cua lại thế này hả? Mình chào nông Định Tiệp nha. Đang để cái mình đi cổ mình nữa. Nó là trang cái thùng suốt ra.
Quảng Điên. Thị trấn là phố phố Đại Điền, Đại Điền Nam. Phố Đại Điền Nam. Phố Đại Điền Nam. Xã Quảng Điền. An Bài ở xã Quảng Điền dân là chính thị trấn phố Đại Điền Nam. Thì là bắt đầu đi đến của anh con tôi được thì bạn. Ngõ năm. Ôi trời ơi, ông ơi, lại đi đâu thế này đây? Dễ ra đường quốc lộ 18. Ông ơi, cái đường này lúc dễ giống cái đường lúc mình dễ vào này nè. Đây là con. Bố ở đây lúc con không biết nói gì, không biết hát gì thế này. Đây là Đại Điền Nam, ở đây phố Đại Điền Nam. Phố Đại Điền Nam à? Phố Đại Điền Nam. Cứ bị thẳng đây này, cứ bị thẳng. Mô phòng ơi. Mô phòng xuống mô tầm này, anh đưa thế tầm mô tầm mô tầm này. Anh đưa nào Quảng Ninh đây. Anh đưa nào phòng dành giấy này. Hãy gặp Đại Mạc Vương. Anh tài sản, anh tài sản này. Anh tài sản đưa thế tầm. Anh tài sản đưa thế tầm không? Anh thế tầm bê này. Anh nghe chạy anh Bình Dư. Anh Bình Dư. Anh nắm đi. Anh Bình Dư đi. Anh nói là anh đi ra tổng hợp, ra ngô mình học hiểu. Nên mình không bị lục vào đây. Anh ngô chế tổng hợp hiểu. Cứ kể thật cho mình. Anh ngô chế tổng hợp hiểu. Đặt vịt trời. Đặt vịt trời. Thằng mình là cái đấy. Thằng thấu đặt báo, anh bé tư. Mà đến làm công chi thì vào đây nha. Chắc phải cơm này ô. Từ đi đó ông ơi. Dê lại chừng dê là hài ô. Nó mà sắp thân cái tỷ rồi. Bên này là thôn một Quảng Long đó này. Về thôn một Quảng Long ra. Cái kiến thị chân rồi. Quảng Long đó. Bắt đầu chờ thân. Để làm đại diện nám ấy. Nó cũng bị lại này dê. Má khổ quá má cá mẹ đi lại. Để làm đại diện nám thì rất sửa thắng đất Quảng Long á. Má thân thì cù về cũng bị thái ơi. Ôi Toàn ơi, anh đi kiểu gì đây? Khỏi là phải kiến phổ đến mưa vào mắng. Khỏi là phải kiến phổ đến mưa vào. Bây giờ kiến phải trống năm này năm xa là cũng mới lâu quá. Cái lẩu cái lan đi kiến lẩu á. Căn hâu bảo khách đến nhà không gà cũng vịt. Khách đến nhà cũng chè cũng nước lã. Nào bác Phong nào. Ông ơi đến đi đâu thế này? Đi vào bao nhiêu ngõ rồi chúng mày? Đó biết ngõ nào. Chạy. Thôi nguyện lùng. Đây mày hài không? Đây à mày. Ôi. Mày. Mô Phong à. Mày lá mừng hết lùng chi chạy chứ bơ. Mày lá hết lùng chi chạy ơi. Khai ơi. Mơ khai tu vơ. Khai tu. Trời ơi, tu cái trong mạng. Cái đó vào trong kia. Sẽ được cân tăng nhé. Để. Đấy lơ, bí mưa đứng Lạng Sơn, tôi lại lô. Ông ơi, để ơi, cái lán mưa tôi tắm mơ. Đừng xuống để cho mô. Bác Phong xuống thì bọn để cháu xuống. Vâng, Lạng Sơn xa mẹ mô. Ông ấy là sáng chút nhé. Tôi chạy chỉnh tăng cũng lâu nhé. Quảng Ninh. Đơn chú này chứ không? Bây giờ là mì phở. Đơn này chứ không? Mì chả ăn không? Mì mà. Cái là đám mơ. Bây giờ mì đám đây hảo về 8 phút nữa nè. Tại chính tăng cố lộ với nghe. Về lòng mày xe kia mô. Lòng mày xe hai lòng nè. Ô, tôi tải về tôi tìm mà.